Hello, Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2007. Con xe biển số 88A04609. Con xe khá là đẹp. Toàn bộ là bốn mâm đúc hết rồi. Bốn mâm đúc, ta nhìn là bốn mâm đúc nhìn rất là đẹp. Đó, rất là cứng xe. Sau đây mời các bác cùng em xem một vòng chiếc xe này. Đây, các bác xem lăng đúc của nó rất là cứng cáp, đó, rất là hầm hố. Con này được phủ màu sơn đen. Em xem lại đây, mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2007 các bác nhé. 2007, một chiếc xe bản 1.5 thương hiệu của Hàn Quốc. Xăng chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa. Nói chung là dòng xe này rất là lành, rất được nhiều người ưa chuộng. Thì con xe này em bán mức giá là 152 triệu mà thôi. Đó. Nói chung là dòng này nó giá cả bình dân, hơn 100 triệu thôi mình đã sở hữu ngay một chiếc ô tô sedan hai đầu rồi. Đó. Nên là nói chung là rất được nhiều người người ta ưa thích. Tại vì sao là đồ đạc phụ tùng của chiếc xe dòng xe này nó rất là lành. Nó rất là dễ thay các bạn. Chúng ta nhìn từ phía sau của chiếc xe biển 88A04609. Chung là lòng dòng nó cực kỳ là lành nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về sử dụng. Mình mua về mình kinh tế rất là phải chăng, hợp lý cho người dân. Rồi mời các bác xem nội thất của chiếc xe. Ghế đằng sau của chiếc xe đây. Ghế đằng sau của chiếc xe khá là đẹp. Đó, các bác xem nội thất của con xe này khá là đẹp, toàn bộ da rồi rất là đẹp. Đó, trần nguyên bản theo xe, trần lỉ luôn các bác nhé. Đây, đằng sau nguyên bản là loa và lỉ đây. Đó, ghế đằng sau ngồi nhìn rất là đẹp các bác. Ghế da rất là dễ lau chùi, đó, rất là sạch sẽ. Chủ xe rất là giữ gìn nên là nội thất chiếc của con xe khá là ngon, đóng cửa in đét luôn. Đó, ở trên này cũng khá là ok. Các bác xem từ cái tắp đi cửa nhìn rất là đẹp xe luôn, rất là đều. Đó. Xe này nói chung là khá là chất các nhá, khá là chắc chắn. Hơi bụi bẩn một tí, em lấy về em chưa chịu rửa ráy gì, hơi bẩn bụi một tí. Đó. Các bác xem từ cái tắp đi cửa đây. Đó. Nhìn rất là đẹp. Khá là chất như không, khá là chắc chắn. Nội thất thì không phải chê rồi, quá là sạch sẽ luôn. Mời bác xem cái cốp đằng sau của chiếc xe. Cốp đằng sau này nói chung về chưa rửa ráy gì, hơi bẩn một tí. Đó, vừa lấy về các bác về chịu khó vệ sinh mất buổi sáng đánh ra khóa nội thất người ta dọn dẹp cho là ok. Đó. Nói chung là đằng sau để đồ, các để đồ thoải mái luôn, rộng rãi luôn. Trên còn nguyên bản lỉ theo xe luôn. Đó. Đó. Đây mời các bác xem cái đằng dưới của chiếc xe nó rất là cứng cáp luôn, khá là cứng. Đây các bác xem, đã được chống ồn nhá, đã được dán chống ồn rất là cứng xung quanh luôn. Đấy. Về mình có thể bóc ra mình dán lại các nhá. Dán lại nó rất là đẹp, nó rất là chống ồn, rất là tốt, bảo dưỡng xe. Nói chung cái bẩn này không quan trọng các nhá. Cái bẩn này mình về mình vệ sinh sạch sẽ được, quan trọng là xe nó cứng cáp là được. Đó. Thì con này đằng sau có cảm biến lùi các nhá. Đây. Mấy cái này là cái cảm biến lùi này các bác này. Khi là lùi vào đâu vào nó tự nó kêu, gần cái vị trí nào có nó sẽ kêu luôn. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những video mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Thì con xe này em bán mức giá là 152 triệu mà thôi. Vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Rồi ok, sau đây em sẽ mời các bác xem động cơ khoang máy. Máy móc con này khá là chất.
ok là máy đã nổ rồi, các bác xem khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây, đây là máy móc của chiếc xe. Nói chung là máy nổ khá là êm các nhé. Đó. Máy nổ rất là chất luôn. Nhưng các bác hoàn toàn yên tâm khi mua phải sử dụng. Đây nó kiểm tra hết rồi. Máy con này khỏi bàn luôn. Nổ rất là êm. Êm su luôn. Đó. Ok, em sẽ hạ các bộ xuống. Ok, em sẽ tắt máy đi. Chung là máy móc con này lỗ khá là ngon nên các bác hoàn toàn yên tâm đi mua về sử dụng. Em đã kiểm tra hết rồi, tốc độ đi rất là sướng. Đó. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Daewoo Gentra sản xuất 2007. Dạ vâng, em chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.